Làm thế nào để học kanji một cách hiệu quả? Ok. Ai biết rằng còn cho chung đi sư. Phải công nhận rằng là khi mà học tiếng Nhật thì ngoài những cái bài đọc hiểu mà nó đau đầu ra và những cái ngữ pháp nó lòng ngoằng và ngược đời ra thì kanji nó cũng là một cái gì đó khiến chúng ta phải ngày đêm thao thức. Ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một vài cách học kanji mà mình nghĩ là hiệu quả mà mình áp dụng đến tận bây giờ luôn. Đầu tiên khi mà bắt đầu học kanji thì mình nghĩ mọi người nên học các bộ thủ để sau này khi mà chúng ta viết thì chúng ta kết nối giữa các bộ thủ với nhau thì nó sẽ thành một cái từ kanji nào đó. Và cách thứ hai là chúng ta học qua câu chuyện liên quan đến kanji đó và học những cái từ vựng đi kèm. Nếu mà có thể thì chúng ta cố gắng lấy ví dụ với cái từ kanji đó. Khi mà bạn lấy ví dụ về một cái từ kanji nào đó thì cái ghi nhớ của bạn nó sẽ được sâu hơn. Ok. Và nhân tiện đây á, thì mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người một bộ sách mà mình cũng khá ưng ý khi mà học kanji. Cũng có thể khiến cái thời gian học kanji của các bạn sẽ được rút ngắn. Và bộ sách đó là bộ sách gì? Đấy, Hạnh Đạo Kanji. Và bây giờ sẽ cùng chung đi tìm hiểu kỹ hơn về nó nhé. Let's go! Wow.